nay có thầy Đỗ Xuân Quỳnh, Phó trưởng khoa phụ trách khoa nghệ thuật đến dự với buổi thi của chúng ta, thì chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Và có các thầy cô ở khoa nghệ thuật là trong hội đồng chấm thi. Lớp múa K11 xin báo cáo chương trình thi hết năm thứ nhất môn múa của điểm châu. Xin kính mời các thầy các cô chúng ta theo dõi.